Xin chào quý vị khán giả, tôi là Việt Anh. Quý vị đang theo dõi chương trình Căn phòng bí mật, nơi chúng ta gặp gỡ những khách mời đặc biệt để lắng nghe câu chuyện của họ và bàn luận về những vấn đề trong cuộc sống. Khách mời ngày hôm nay là một cô gái vô cùng xinh đẹp, một biên tập viên truyền hình, một MC đã từng giành được giải quán quân của một cuộc thi MC truyền hình khi mới năm 2 đại học. Và đó là ai? Hãy cùng chúng tôi theo dõi clip ngay sau đây. Quán quân Cầu Vồng năm 2013, MC trải nghiệm ấn tượng của chương trình S Việt Nam hay quyến rũ trong Người Phụ Nữ Hạnh Phúc và Chuyện Đêm Muộn. Đó cũng chính là founder của Senope Class, lớp kỹ năng MC và nói trước đám đông tại Gia Lai. Nhưng những điều đó là chưa đủ để nói về MC Xuân Quỳnh. Bằng chất giọng đặc trưng, cô còn tham gia lồng tiếng và thuyết minh cho rất nhiều những bộ phim. Ngày hôm nay, hãy cùng Căn phòng bí mật khám phá những điều thú vị xung quanh MC Xuân Quỳnh. Cũng đang khô mà sao anh đổ nước vô thì sao mà nó cháy được? Đấy, bếp của anh được thiết kế nguyên lý cháy khí hóa. Dạ. Cháy từ trên xuống dưới. Thậm chí khi mà củi ướt hoặc là gặp trời mưa đó hoặc củi ẩm thì đều có thể nó đun được em ạ. Bây giờ anh sẽ dạy em cách nhóm bếp nha. Đấy, em cho ít cồn vào này. Bây giờ em xóc lên đi. Sau đó mình đổ vào. Đổ lại vào đây. Đúng rồi, đổ vào bếp. Đó. Đấy, bây giờ bắt đầu châm lửa em nha. Đó, đấy mình châm cho nữa. Châm lửa sau đó mình bật quạt gió nè. Đó, tốc độ. Nó cháy luôn kìa. Các bạn biết không, đây là lần đầu tiên Quỳnh nhóm được một cái bếp mà trong đó than và củi của nó là đang còn ướt. Và không bao giờ nghĩ rằng là củi và than ướt lại có thể cháy được như thế luôn á. Vì bếp của anh tích hợp quạt đó ở 5 số. Dạ. Để có thể là điều chỉnh to nhỏ này. So với các quạt khác trên thị trường chỉ có khoảng 3 hay 2 số thôi. Khi điều chỉnh như thế thì nó có thể là tiết kiệm được nguyên liệu đốt hay là tiết kiệm được cái thời gian đun nấu. Đây, mình có thể điều chỉnh được là lửa to, lửa nhỏ. Giống như là mình đang sử dụng một cái bếp ga thu nhỏ nhưng mà nó an toàn hơn rất là nhiều luôn. Khi em sờ vào trong cái bếp của anh này, từ mặt ngoài nó không bị nóng này. Không hề nóng một chút. Xin chào chị Xuân Quỳnh đã đến với Căn phòng bí mật. Chào Việt Anh, chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi Căn phòng bí mật. Có thể nói là rất ít khi thấy chị Quỳnh lên sóng truyền hình để chia sẻ, đa phần sẽ là những chương trình của chị dẫn đúng không ạ? Đúng rồi, bởi vì công việc của mình là MC và mình phải gặp rất là nhiều khách mời, mình tham gia rất nhiều các chương trình talk show nhưng chủ yếu thì là với vai trò là người đi hỏi, nhưng mà hôm nay lại là người được hỏi nên cảm xúc có hơi lạ lạ một tí. Tên của chương trình là Căn phòng bí mật, thế nên hôm nay em sẽ hỏi chị Quỳnh những câu hỏi mà có thể hơi riêng tư một chút thì chị có sẵn sàng trả lời không? Sẵn sàng chứ, nhưng mà chỉ sợ là mọi người sẽ không quan tâm đến điều riêng tư đó. Tại vì là mọi người thì thường sẽ quan tâm đến những điều bí mật và riêng tư của người nổi tiếng hơn, đúng không? Dạ, vâng, nhưng mà trước khi đấy thì em sẽ có một thử thách nhỏ nhỏ dành cho Xuân Quỳnh. Đó là chúng ta sẽ phải trả lời một loạt những câu hỏi và đáp án sẽ chỉ là có hoặc không. Và chị không được giải thích gì thêm. Chị đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Câu hỏi đầu tiên. Đã từng bị chê ngay khi vừa dẫn xong? Có. Đã từng uống say và vẫn lên hình hoặc sân khấu? Có không nhỉ? Lên hình tức là lên hình hoặc lên sân khấu không? Hoặc lên sân khấu. À thế thì có. Có. Đã từng đăng status thả thính? Có, tất nhiên rồi. Đã từng soi gương hơn 10 lần một ngày? Phải cả trăm lần đấy chứ. Đó là tạp tù công việc đúng không? Đúng rồi. Từng phải che giấu cảm xúc thật của mình trước ống kính hoặc trên sân khấu? Có chứ. Từng gặp phải tai nạn khi đi dẫn trải nghiệm? Có, rất nhiều. Đi đòi nợ tiền cát xê? Thường xuyên. Câu chuyện dài. Cái đấy em cũng đồng cảm. Liên tục luôn. Cảm thấy mãn nguyện với vị trí của mình hiện tại? Cũng không hẳn. Tức là không. Là một người thích nói đạo lý? Mình có nói đạo lý, nhưng mình không thích lắm. Thế là có hay không? Là có. Là có. Tiền lương kiếm được là thước đo của thành công? Không. Và câu hỏi cuối cùng là đang trong một mối quan hệ? Không. Và vừa rồi thì khán giả đã được lắng nghe rất nhiều những câu trả lời của chị Xuân Quỳnh, nhưng đáp án chỉ dừng lại là có hoặc không mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện rõ hơn với MC Xuân Quỳnh để lắng nghe những chia sẻ của cô ấy. Đầu tiên thì em muốn hỏi chị Xuân Quỳnh về quãng thời gian mà chị là một cô gái người Gia Lai đặt chân đến Hà Nội, thì chị đã mang theo những ấp ủ, những hoài bão như thế nào? Thực ra thì nhiều người cứ nghĩ rằng là một cô gái mà ở trong miền Nam đó, hay là ở
cái vùng mà xa xa ra Hà Nội nó sẽ là một cái điều gì đó là thử thách rất là khó khăn, hoặc là mình phải đấu tranh một cái cơ duyên nào đó mình mới quyết định làm lập nghiệp và phát triển công việc ở một nơi xa xôi như thế. Nhưng mà thực ra tất cả những cái con đường Quỳnh đi hay là những quyết định của Quỳnh đó, nó đã được xây dựng từ rất là lâu rồi. Và Quỳnh luôn nói với tất cả mọi người khi mà hỏi về cái câu chuyện này á, đều nói rằng là nó không có gì bất ngờ hết á. Đó là những điều đã được định sẵn và ba mẹ Quỳnh cũng như những người thân ở trong gia đình đã định hướng. Và bản thân Quỳnh từ ngày xưa khi mà tham gia các cái chương trình hợp tác cùng với Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai hay là gắn bó cùng với anh Công Tố MC của VTV6 á, thì đã xác định ngay từ đầu rồi, nếu như mà mình theo con đường này, mình thích làm MC thì kiểu gì mình cũng sẽ phải ra Hà Nội để mình được đặt chân đến Đài Truyền hình Việt Nam. Đó là cái ước mơ từ bé. Thế là cứ theo cái con đường đấy thì mình, mục tiêu của mình chỉ là Hà Nội và hướng phía Bắc thôi. Và mình cứ thế mà mình đi, không có gì là bất ngờ, không có gì là cơ duyên cả. Nhưng cũng có nhiều bạn sinh viên, những bạn sinh viên năm nhất, năm hai thì cũng có ấp ủ ước mơ để làm MC. Thế nhưng các bạn ấy sẽ không khởi đầu bằng công việc là MC. Vậy chị Quỳnh thì sao? Trước khi làm MC thì chị có làm việc gì khác không? Quỳnh bắt đầu bén duyên à, hay là mình gọi cái từ là dạng ngõ với công việc truyền hình và MC từ khi còn nhỏ xíu à. Từ năm học lớp 7 là đã bắt đầu tham gia các cái chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai thôi. Nhưng mà đấy nó cũng là một cái điều mà để cho mình kiểu định hình được là mình thích cái gì và mình có hợp với MC truyền hình hay không. Thì nó đã từ rất là lâu rồi, cho nên là để mà nói là MC chuyên nghiệp thì cũng không hẳn. Nhưng mà mình đã làm MC từ thời điểm đó. Thì nếu mà theo như câu hỏi của Việt Anh, trước khi làm MC thì mình là học sinh, mình chẳng làm gì cả. Còn khi mà bắt đầu đến công việc MC chuyên nghiệp, tức là sau cuộc thi Cầu Vồng của VTV6 á, thì mình mới bắt đầu đi làm cái công việc kiểu như là làm chuyên nghiệp, làm cho các đơn vị này, các đơn vị kia. Thì khi đó mới được tính là mình đi làm nghề. Và trước đấy thì mình cũng chỉ là sinh viên, là học sinh thôi, chứ mình cũng chưa có trải qua một công việc nào khác ngoài MC cả. Chị Quỳnh còn nhớ về các cát đầu tiên mà mình nhận được không? Quỳnh nhớ chứ, các cát đầu tiên được trả là 300 ngàn. Cái sự kiện đấy là một cái chương trình ra mắt sách. Và cát xê mình nhớ như in của ngày hôm đấy là 300 ngàn được gói trong một cái phong bì ghi là gửi MC Xuân Quỳnh. Rồi về mình nhìn rồi, đây thực sự là điều kiểu mình mong muốn á. Mình không cần biết là ở bên trong đó là bao nhiêu tiền, khoản tiền đó với mình thời điểm đó thì nó là nhiều hay là ít. Nhưng mà nhìn cái phong bì xong để cái tên là gửi MC Xuân Quỳnh, kiểu cảm giác nó khó tả. Vậy thì giọng chị Quỳnh đang nói bây giờ với cả Việt Anh là giọng dẫn hay là giọng bình thường? Bây giờ thời điểm gần đây á, thì Quỳnh bắt đầu nói sỏi và nói nhiều giọng Bắc hơn. Tại vì những người bạn bè thân thiết xung quanh mình, rồi kể cả là những người làm việc á, đều là người Bắc á. Thế là cứ cố tập thử, bây giờ có thể nói giọng Bắc rồi. Thì giao tiếp với mọi người, Quỳnh đang cố gắng thử giọng Bắc. Biết đâu một ngày nào đấy thì mình lại có duyên dẫn cái chương trình mà họ cần giọng Bắc thì sao, thì mình vẫn có thể nói được, đúng không? Nhưng mà chủ yếu khi mà lên hình dẫn chương trình hoặc là sử dụng giọng nói của mình để mà kiếm cơm á, thì mình vẫn dùng cái chất giọng Việt Nam đặc trưng của mình. Em sẽ có một thử thách dành cho chị Quỳnh. Bây giờ chị Quỳnh sẽ dẫn một đoạn, tùy chị nghĩ nhé. Thì chị sẽ dẫn một đoạn bằng giọng miền Nam và sau đó sẽ là giọng miền Bắc dẫn chương trình. Vâng. Một câu chào đầu thôi bằng giọng miền Nam và sau đó sẽ là giọng miền Bắc, được không? Ngại quá ha. Nói chuyện thì nói giọng Bắc được, nhưng mà dẫn chương trình cảm giác giọng Bắc của mình nó sẽ hơi kiểu hải ngoại nhỉ. Thử chấm xem là giọng Bắc của chị Quỳnh sẽ được bao nhiêu điểm nhé. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Căn Phòng Bí Mật ngày hôm nay. Và hôm nay là một cái thử thách rất là lớn dành cho MC của chương trình. Tại vì tôi không chỉ dẫn bằng giọng miền Nam, chất giọng quen thuộc của tôi, mà tôi phải dẫn bằng giọng Bắc, với thử thách của khách mời ngày hôm nay là bạn Việt Anh. Giọng Bắc được theo ha. Dạ. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Căn Phòng Bí Mật ngày hôm nay. Và hôm nay thì có một cái thử thách rất là lớn với Xuân Quỳnh. Đấy là tôi phải sử dụng hai chất giọng miền Nam và chất giọng miền Bắc. Đó là thử thách của khách mời đặc biệt chương trình hôm nay của chúng ta. Xin giới thiệu Việt Anh. Dạ, xin chào quý vị. Đổi vai. Em nói giọng miền Nam thì không thể nói rồi, tại vì nó khó quá. Thường là người Bắc thì sẽ khó để mà nói được giọng miền Nam. Nhưng người Việt Nam nghe nhiều giọng Bắc nó bị nhiễm á, thì có vẻ là dễ hơn. Với cá nhân em thì em sẽ nghĩ rằng giọng miền Bắc nó có thể là chuẩn thật, nhưng mà cảm giác cái sự thân thiện nó không có. Và giọng miền Nam nghe chị Quỳnh nói rồi đã thấy là ôi rất thân thiện, rất muốn trò chuyện thêm rồi. Chị nghĩ là giọng nào cũng được thôi, có cái hay của nó. Bởi vì bản thân chị cũng là một cái người mà tin về cái mạng MC trải nghiệm, chị đi rất là nhiều. Tất cả các vùng miền của Việt Nam chúng ta chị đã đến rất nhiều, thậm chí là có những khoảng thời gian ở đấy rất lâu, làm việc và gắn bó cùng với những người dân ở đấy.
Thành ra là giọng nào chị cũng thấy là nó thân thương hết á. Và chị nghĩ là khi mà nói chuyện với người miền nào mà mình dùng cái giọng của người miền đó thì mình sẽ hiểu được cái văn hóa, văn phong. Bởi vì đôi khi văn hóa nó cũng thể hiện qua cái cách chúng ta nói chuyện, qua cái cách sử dụng giọng nói nữa mà. Có thể nói là có một cột mốc đánh dấu quan trọng trong cái con đường MC của chị Quỳnh là Cầu Vồng 2013. Vậy thì câu chuyện về Cầu Vồng 2013 đã bắt đầu như thế nào? Lâu quá rồi ha, đã 7 năm trôi qua, quá là một khoảng thời gian dài. Cầu Vồng ngày đấy đối với Quỳnh hay là đối với các bạn MC, bây giờ gọi là vũ trụ MC báo chí đó, thì nó là một cái sân chơi cực kỳ lớn và niềm mơ ước. Và cái cúp cầu vồng nó như là một cái điều gì đó rất là lớn lao, mình mong muốn chạm tới đúng như là cái tên gọi của nó là cầu vồng á. Quỳnh thực sự biết đến cầu vồng và hạ cho mình một cái quyết tâm lớn là mình phải tham gia cuộc thi này, và không chỉ là tham gia thôi, mình phải chinh phục nó. Đó là một lần đi cổ vũ anh Hoàng Dương và anh Công Tố. Tự nhiên kiểu mình ngồi ở trong hàng ghế khán giả, mình nhìn lên sân khấu đấy, nhìn các anh chị thể hiện và nhìn anh Hoàng Dương cầm cúp cầu vồng. Thì mình không hiểu là do trực giác mách bảo nhá, hay là có một cái điều gì đấy thôi đúc nhá. Và mình cứ luôn luôn tưởng tượng là kiểu cảm giác mình sẽ cầm vào chiếc cúp đấy. Sẽ cầm vào chiếc cúp đấy một ngày nào đấy, hình như là mình cũng sẽ trong cái hình ảnh đấy. Và cái người mà mình rất là ngưỡng mộ và hâm mộ đấy là chị Diễm Quỳnh, sẽ văng vẳng đặt cái tên của mình trên chính cái sân khấu đấy. Tức là lúc đấy mình đã có một cái cảm nhận như thế rồi. Thì từ cái cảm nhận đấy mình biến nó thành hành động. Sự thật luôn. Rồi, lúc đấy chưa nghĩ là nó sẽ thành sự thật, biến thành hành động thôi. Mình cứ làm, và may là được các anh chị trực tiếp ở đây là anh Hoàng Dương, là người như là training và dẫn dắt mình đi gần đến với cái cuộc thi đấy luôn. Và anh Hoàng Dương cũng chính là MC của cái series cái mùa cầu vồng của mình. Và tiếp tục với một câu hỏi là nếu bây giờ bắt buộc phải lựa chọn giữa sự kiện và truyền hình thì đó sẽ là sự kiện và truyền hình là hai cái mạng lớn của người MC. Tất nhiên thì bây giờ chúng ta đều có thể làm cả hai một cách rất là tròn trịa. Nhưng mà Quỳnh nghĩ là Quỳnh đã chọn rồi chứ. Quỳnh đã chọn từ rất lâu rồi. Đó là truyền hình, và Quỳnh gắn bó với nó từ rất là lâu rồi. Cho nên bây giờ nếu không phải là ai bắt mình phải chọn, nếu mà tự mình đã chọn được điều đấy từ rất lâu rồi. Khi thoảng thì chị vẫn sẽ đi dẫn sự kiện. Nó là một vài những cái sự kiện của người thân, bạn bè, hoặc là những sự kiện mà mình cảm thấy thực sự là có cảm hứng. Nhưng mình không nhận có nhiều sự kiện. Mặc dù là nó có nhiều thứ để hấp dẫn lắm, giờ mình phải mạnh mẽ, rồi mình cương quyết, mình không chọn cái sự kiện như thế. Tên tuổi của MC Xuân Quỳnh đã gắn bó với những chương trình trải nghiệm. Và chương trình trải nghiệm đầu tiên mà chị dẫn đó là? Có, sinh ra từ làng, đi chăn vịt. Không bao giờ quên được cái số dẫn trải nghiệm đầu tiên. Và nó làm cho mình cảm thấy là mình phải thuộc về cái thể loại này mới được. Mình phải đi sâu vào thể loại này, mình phải là một cái MC trong hình ảnh đấy. Hình ảnh kiểu đi chăn vịt ấy. Một MC mà lội suối, lăng xả, mình thực sự thấy thích điều đấy luôn. Thích điều đấy. Đấy là một cái số đi vùng cao và nói một anh là vua Việt trời của sinh ra từ làng VTV6 thời điểm đó. Và cái số đấy thì là lần đầu tiên mình tiếp xúc với truyền hình, tiếp xúc với trải nghiệm thực tế. Nhưng mà những cái câu dẫn ở bên bờ suối là những cái câu dẫn khi mà mình lăn xả, mình chăn vịt, rồi là mình làm này làm kia, thì mình lại cảm thấy đấy là những cái câu dẫn mà nó đi ra từ lòng mình nhất, nó thoải mái nhất, nó là mình nhất. Thì cái cảm giác đấy không bao giờ quên được. Bản thân em cũng từng là một người đi dẫn trải nghiệm, và thật sự mà nói nó rất là thích. Tuy nhiên nó cũng rất là vất vả, và đôi khi có cả sự nguy hiểm nữa. Tại vì nhiều khi ở trên những cái địa hình treo leo mình cũng phải cố gắng, hay là quay trên những cái độ cao và rất là lạnh. Vậy thì từ đầu chương trình chị Quỳnh cũng đã chia sẻ về việc là chị đã từng gặp tai nạn khi dẫn trải nghiệm, thì chị có thể chia sẻ thêm một vài những cái kỷ niệm. Bạn muốn nghe những cái tai nạn kiểu ở mức độ như thế nào? Vậy thì mức độ cao nhất được, chị cho em mức độ cao nhất đi. Mức độ cao nhất là ảnh hưởng đến kiểu tính mạng luôn, phải không? Vâng. Có mức độ đó luôn. Mức độ cao nhất mà mình đã từng phải kiểu như là mình phải đối diện khi mà dẫn trải nghiệm thực tế là nó ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của mình luôn ấy. Là một lần mình đi dẫn ở Cà Mau, thì nó có một cái trải nghiệm là có cái con sông cửa lớn, và đấy là cái con sông lớn nhất đổ ra biển đó, thì người ta có một cái loại hình đánh bắt cá
đấy là người ta thả lưới ở trên một cái cầu khỉ. Nhưng mà cầu khỉ bình thường thì các bạn tưởng tượng là nó chỉ bắc qua con mương và những con sông nhỏ, đúng không? Nhưng đây là con sông cửa lớn, con sông cực kỳ lớn đổ ra biển đó, và nước nó cứ chảy xiết như thế này. Thì người ta có những cái cầu mà người dân người ta tự làm đó, bắc qua con sông đấy, và cái người đánh cá sẽ là đứng ở trên cái cầu khỉ đấy. Cầu khỉ các bạn biết rồi, nó chỉ là một cái cây gỗ như này thôi, nó không, nó có một bên vịn thôi, nó không có đảm bảo an toàn lắm. Thì cái người đánh bắt cá họ họ như là một người làm xiếc vậy ạ. Họ đứng ở trên cái cầu khỉ đấy và họ quăng lưới, sau đấy họ phải dùng toàn bộ các cái kỹ năng cũng như sức khỏe của mình để vừa đứng vững ở trên cây cầu khỉ, nước chảy xiết như thế mà rơi xuống dưới đấy là không tìm được xác luôn, tức là nó đi thẳng ra biển đó và nước luôn chảy xiết như vậy. Và cứ như thế dùng sức khỏe của mình để bắt cá. Thì ekip có một cái thử thách, đấy là Xuân Quỳnh cùng với Đông Hùng, ca sĩ Đông Hùng á, nhân vật trải nghiệm của đợt đấy là phải mặc áo phao đứng ở trên đấy cùng với các anh đấy để thử cái trải nghiệm bắt cá để xem như nào. Tất nhiên sẽ có những cái bảo hộ như là có cảm cái ekip rồi xuồng máy rồi các thứ ở dưới, để lỡ chẳng may mình rơi xuống thì mình rơi xuống dưới thuyền chứ mình không có rơi xuống dưới biển kiểu vậy. Thế nhưng mà khi mà đã dẫn các thứ xong xuôi rồi, mọi thứ rất là ok, không có vấn đề gì, thì mình đi từ cái cầu khỉ đấy và mình nhảy xuống dưới cái xuồng ở bên dưới, mọi người cả ekip đang chờ. Thì chẳng may cái lúc mà mình từ trên cầu khỉ mình nhảy xuống dưới cái xuồng á, thì cái xuồng nó lại bị trôi đi mất. Tức là nó không cố định ở đấy được nữa và nó bị trôi đi mất. Và nó là ở trong cái khoảnh khắc mà Quỳnh kiểu một nửa thân Quỳnh thì ở trên cầu khỉ, một nửa thân dưới thì ở dưới cái xuồng. Lúc đó chị có sợ không? Lúc đó mặt tái xanh và anh quay phim vẫn giữ nguyên máy. Anh quay ra nói đi. Trong khi kiểu mình mặt tái mét, không còn biết là chuyện gì vừa xảy ra, một tí nữa thì rơi xuống biển, không biết phải nói gì cả. Thì sau này Quỳnh thấy là những cái tình huống bất ngờ xảy ra, hay là những cái nguy hiểm, những cái tai nạn mà mình gặp phải, đôi khi trong một cái chương trình, một cái số phát sóng, một cái series nào đấy, nó lại là điều may mắn của một MC. Bởi vì nó mới chính là cái chất liệu để tạo nên cái điều thú vị trong cái series đấy. Còn nếu như bạn đi một cái chương trình, bạn đi một cái series mà nó quá êm đềm, nó chẳng có điều gì xảy ra, nó cũng không có cái tai nạn gì. Tất nhiên tai nạn không đáng có, mình không mong muốn không. Nhưng mà nếu mà có những cái điều đó xảy ra thì nó sẽ đáng nhớ, nó tạo cho mình cơ hội để ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Nhưng mà như thế thì đánh đổi quá, đánh đổi bằng cả tính mạng của mình. Tất nhiên là mình không mong muốn điều đấy nó đến. Nhưng khi mà nó đến rồi thì nếu mình may mắn mà còn an toàn ha, còn sống sót ha, thì biến những cái điều đấy thành những cái điều thú vị á. Là cái thử thách lớn nhất của MC Trải Nghiệm Quỳnh nghĩ đó là biến những tình huống bất ngờ, cái tai nạn không đáng có trở thành một cái yếu tố, một điểm nhấn, một phần câu chuyện của cái chương trình trải nghiệm mà mình làm, và biến nó thành một cái sự cảm nhận thú vị để cho khán giả. Một trong những cái điều thú vị nhất khi đi dẫn trải nghiệm rồi đi rất nhiều nơi, thì có nhớ là mình đã đi được bao nhiêu tỉnh thành không ạ? Có chứ, mình làm một cái số liệu thống kê, kiểu là nó là tài sản của mình, nó là tài sản của mình, nên khi ai hỏi được thì mình phải show nó ra để mọi người biết là cái tài sản của tôi nó là thế này đây. Đó là mình đã đi 61 tỉnh thành. Còn hai tỉnh duy nhất mình chưa đến, kỳ lạ đấy là Đắk Nông, một nơi rất là gần với quê của mình mà mình lại chưa đến. Kỳ lạ ghê, Đắk Nông, và thứ hai là Bình Thuận. Là hai nơi mà mình chưa cơ hội đến, chắc chắn là mình sẽ phải chinh phục hai nơi đấy. Chỉ còn hai tỉnh thành nữa, rất là nhiều rồi đấy. Rất nhiều. Nhưng có một nơi nào mà chị muốn quay lại nhất? Có nhiều nơi để quay lại đó. Chị chọn một nơi, bây giờ chọn chỉ được chọn một nơi thôi hả? Chị chọn một nơi để quay lại. Chắc là An Giang. Vì anh ở đây An Giang chưa? Em chưa đi. An Giang là một nơi mà nó cũng không khác gì các cái vùng sông nước miền Tây, Nam Bộ đâu, nhưng mà nó lại có một cái ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với Quỳnh. Những cái hình ảnh của các cái rừng thốt nốt này, rồi các cái con người An Giang, mình cứ thấy họ có một cái điều gì đó nó thực sự là gần gũi, ấn tượng lắm. An Giang chắc chắn là một nơi mình mong muốn quay lại nhất. Ở đấy cũng là một cái story rất là đáng nhớ, đi cùng với anh Mạnh Tùng. Dù là dẫn trải nghiệm nhưng mà phải nói thật rằng với một người phụ nữ thì đôi chân đi mãi thì cũng sẽ mỏi. Chị đang nghĩ đến chuyện mình sẽ dừng lại, không đi dẫn trải nghiệm nữa chứ? Nếu một cơ hội còn đến á, và mình còn sức khỏe, thì mình sẽ vẫn còn đi. Với một người phụ nữ làm nghề dẫn chương trình thì đã bao giờ chị mường tượng ra đích đến của mình chưa? Ai làm nghề gì thì cũng mong muốn một đích đến, đúng không? Nhưng nó sẽ hơi khác những cái chuyến đi trải nghiệm tí, những cái chuyến
chuyến đi trải nghiệm thì mình biết là mình đi đâu. Do một cái con đường sự nghiệp hay là một cái công việc mà chúng ta làm thì chúng ta chỉ mong là nó đến đấy đó, chứ chúng ta không biết được rằng chúng ta chắc chắn sẽ đến cái điểm đấy. Vừa rồi thì chúng ta đã trò chuyện về con đường mình trở thành quán quân Cầu Vồng cũng như một vài điều về công việc của chị. Bây giờ thì em muốn trò chuyện kỹ hơn về cuộc sống và những thứ xung quanh chị Quỳnh. Đầu tiên là về việc chị chia sẻ chuyện ngoại hình. Tức là ngày đấy chị Quỳnh rất là tự ti về ngoại hình của mình. Còn bây giờ phải chọn giữa giọng nói và ngoại hình, chỉ được chọn một thì đó là? Chắc chắn là giọng nói rồi. Nói một cách thực tế là bây giờ mình đang kiếm cơm bằng giọng nói mà. Nếu mà mình đánh đổi nó đi thì bây giờ mình sống bằng cái gì, đúng không? Cho nên là nếu mà để tỉnh táo thì Quỳnh sẽ chọn giọng nói. Nhưng mà nếu như một ngày nào đấy mà mình không phải bươn chải với cái nghề nghiệp của mình, cái công việc của mình, thì chắc chắn là mình sẽ chọn ngoại hình. Ví dụ sao thì đến cuối cùng thì cái điều khao khát nhất của phụ nữ vẫn là mong muốn được đẹp. Đã từng có ai cho đến thời điểm hiện tại thì còn ai chê về ngoại hình của chị không? Có. Đó. Là ba, là mẹ, chị gái, những người thân ở trong gia đình. Kỳ lắm, những người thân trong gia đình Quỳnh có hai thái cực. Một á, là họ sẽ rất là tự hào về mình và đi khoe với khắp làng trên xóm dưới là ôi con gái tôi này nó thế này thế kia. Nhưng khi mà nói chuyện với mình á, hay là xem một cái chương trình nào đó của Quỳnh á, và họ nhắn tin là về nhà thì chỉ có chê thôi. Còn với người khác thì là khoe về con được không, tự hào. Nhưng khi mà nói chuyện với mình thì họ chỉ ra cho mình những cái điểm mà mình chưa ổn. Ngoại hình quan trọng như vậy thì đã bao giờ chị nghĩ là mình sẽ phẫu thuật thẩm mỹ không? Có chứ. Ai mà chẳng có cái chủ nghĩa hoàn hảo của mình, đúng không? Ai mà chẳng thấy là có những cái tôi không ổn và luôn muốn sửa những cái điều không ổn đấy. Nhưng mà nó cũng tùy vào khoảng thời gian. Khoảng thời gian mình cũng sửa hết, có bao nhiêu thì mình cũng sửa hết. Tại vì mình soi gương nhiều, mình sẽ thấy là ôi mặt mình cũng nét nào có lỗi, nét nào cũng cần phải can thiệp và cần phải sửa. Nhưng mà sẽ có những khoảng thời gian mình cảm thấy là thôi không sao, mình hài lòng với điều đấy, chẳng sao cả. Vì nếu mà mình sửa cái mắt mình một tí thì mình một thời điểm nào đấy mình sẽ cảm thấy không hài lòng với cái mắt đấy nữa, và cảm thấy cái mũi này nó không hợp với cái mắt này, thế là sửa mũi. Xong rồi một thời điểm nào đấy lại thấy ôi cái cằm này nó lại không hợp với cái mũi này, lại sửa cằm. Thế thì mình sẽ bị rơi vào một cái vòng xoáy của những cái khao khát, của cái chủ nghĩa hoàn hảo á. Thì cứ từ đấy cho đến cuối đời không biết mình sửa bao nhiêu lần, mệt mỏi lắm. Thôi tốt nhất là thôi mình dừng lại đây, mình hài lòng. Tức là bây giờ chưa sửa một lần nào? Có một cái duy nhất đấy là răng. Tại vì nghề nói mà. Nghề nói mà nó kiểu cái nụ cười á, và cái khẩu hình miệng của mình rất là quan trọng. Thì là mình chỉ chỉnh sửa một chút để cho cái khuôn miệng của mình nó được tươi sáng, linh tinh tốt hơn thôi. Còn ngoài ra thì cũng chưa có can thiệp gì. Nhưng ví dụ mà nhà sản xuất hay là cái bên chương trình họ yêu cầu chị sửa để phù hợp với chương trình thì chị có sẵn sàng không? Không. Vì mình là của mình không phải của người ta, mình không phải của nhà sản xuất. Họ cũng chỉ là một trong rất là nhiều các cái cơ hội đi qua mình thôi. Nhưng chị Quỳnh nghĩ là thiệt thòi mà những người phụ nữ làm nghề dẫn chương trình hay gặp phải đó là gì ạ? Mình nghĩ là không chỉ là ở trong nghề này đâu, mà còn trong nhiều nghề khác, đặc biệt là đối với chị em phụ nữ. Thì vấn đề lớn nhất là thời gian. Cho nên là chúng ta hay, Quỳnh vừa nói lúc nãy đó, là chúng ta có một cái cụm từ để chỉ cái khoảng thời gian đẹp nhất của phụ nữ là từ thanh xuân. Thế là mỗi một người thì sẽ tự quyết định xem là cái thời thanh xuân nó kéo dài trong bao nhiêu lâu. Có những người thanh xuân nó chỉ vài năm, có những người họ cứ thanh xuân hoài. Cho đến bây giờ lớn tuổi rồi họ vẫn đang sống trong thanh xuân kiểu như vậy. Rõ ràng chị Xuân Quỳnh cũng sẽ may mắn hơn một chút vì đã theo đuổi cái con đường là trải nghiệm, đã dành rất nhiều những khoảng thời gian đẹp trong thanh xuân để đi khám phá rất nhiều nơi. Vậy thì với chị Quỳnh thì hành trình trải nghiệm và hành trình tình yêu, hành trình nào khó hơn ạ? Tất nhiên là tình yêu rồi. Trải nghiệm nó thú vị và nó đầy những cái điều mà mình hứng thú, kể cả là nó nguy hiểm hay là nó khó khăn như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng hứng thú. Và như mình đã nói đấy, là hành trình trải nghiệm thì mình biết đích đến, mình biết là mình sẽ đến đâu. Mình đi Đà Nẵng hay là mình đi Cà Mau hay mình đi Nhật hay đâu mình cũng biết cả. Và rồi nó cũng sẽ có, mình sẽ biết trước được ngày nào nó sẽ dừng lại. Cái hành trình tình yêu thì nó lại khác. Hành trình tình yêu thì mình còn không biết được là đích đến của nó là sẽ đến đâu, mình sẽ đến với ai, là cuối cùng thì nó sẽ đi về đâu. Không chỉ là một dẫn chương trình mà em còn biết là chị có từng mở một lớp MC để đào tạo các bạn. Vậy thì mục đích
mà chị mở lớp MC ở quê hương của mình đó là gì? Lớp học đó bây giờ vẫn đang duy trì. Và mục đích thì nó quá là rõ ràng rồi. Đấy là mình vì sao mình lại không lựa chọn là mở một lớp học ở Hà Nội hay ở một cái nơi nào đó để gần với công việc của mình và thuận tiện hơn, mà mình lại lựa chọn một cái hướng, một cái con đường ngược như thế, là bay ngược trở lại về quê hương của mình để mở lớp và duy trì nó. Mục đích lớn nhất là mình muốn tạo cảm hứng và tạo một cái nguồn, tạo một cái sân chơi để cho những cái bạn mà đã từng là mình á, đã từng là thích công việc MC, thích công việc truyền hình từ cái khoảng thời gian mà vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, từ khi mà còn chưa tung bay đến những miền đất mới mà loay hoay không biết phải làm như thế nào để cho mình có được một cái hành trang vững vàng, rồi sau đấy khi mà bay đến vùng đất mới rồi mình cứ thế mà bay lên, thế mà tung cánh thôi. Chị nghĩ là cái việc đào tạo các bạn ở độ tuổi nhỏ như vậy đã bắt đầu trở thành những MC nhí, bắt đầu đi làm kiếm tiền thì có nên được ủng hộ không? Tại vì em thấy là rõ ràng các bạn cũng chưa đến độ tuổi lao động. Như mình đã nói đấy, mình muốn tạo một nguồn cảm hứng và cho các bạn có một cái hình dung rõ nhất cái công việc này là gì, thử thách của nó là gì, nó cần những cái yếu tố cơ bản như thế nào và làm cách nào để mà sau rồi khi mà các em được tung bay đến những miền đất mới thì các em tiếp cận với nó như thế nào. Chứ mình không đào tạo để các bạn ngay lập tức sau một khóa học để các bạn đi kiếm tiền, tại vì cũng đâu có cơ hội nào đâu để mà làm điều đó, và nó cũng không đủ cái độ tuổi, không phù hợp để mà kiểu đi dẫn chương trình đi kiếm tiền luôn, không hẳn. Và như Quỳnh ngày xưa đó, Quỳnh cứ nghĩ về cái khoảng thời gian mà mình đã được trải nghiệm với truyền hình, với công việc của MC, thì từ đấy mình áp dụng cho các bạn thôi. Chủ yếu là mình tạo một cái sân chơi để mà các bạn kiểu tiếp cận, hình dung đến gần hơn, và cái bề dày kinh nghiệm nó sẽ sớm hơn cho các bạn ấy. Một câu hỏi nữa đó là em biết là mở một lớp MC rất khó khăn, và cái người đứng đầu một lớp MC phải đòi hỏi chuyên môn rất là cao, ít nhất là có một thành tích, một thành tựu gì đấy. Nhưng bây giờ thì hiện tại ngay như ở Hà Nội thì có rất nhiều lớp MC mà thậm chí là đã bão hòa bởi vì có quá nhiều người đứng ra dạy lớp như kiểu này. Vậy thì có phải chỉ cần đi dẫn được vài chương trình, được cái mark MC là sẽ đi dạy được không ạ? Thực ra Quỳnh nghĩ là mọi người đang bị đánh đồng giữa việc là mở một cái lớp học với việc mở một cái mô hình để kết nối và truyền cảm hứng. Hai cái đấy nó cần phải tách biệt ra, tại vì lớp học thì rõ ràng là nó là một cái vấn đề liên quan đến giáo dục không? Và những người mà làm giáo dục phải là những người có chuyên môn về sư phạm, phải là người biết cách đào tạo, phải có chứng chỉ hoặc là phải có một cái sự ghi nhận nào đấy. Thì mình nghĩ là một cái trung tâm về đào tạo này nó mới cần những cái yêu cầu như vậy. Còn với những cái nơi mà đơn giản chỉ là để tạo sân chơi, để kết nối, để truyền cảm hứng, để mọi người kiểu có cái cơ hội đến gần với nghề nghiệp hơn, thì cái người mà đứng đầu á, đôi khi không nhất thiết cần phải có quá nhiều chuyên môn như là bên cái lĩnh vực mà mình nói, mà đôi khi họ chỉ cần là một người có sức ảnh hưởng, là một người mà biết cách để kết nối đám đông. Câu hỏi cuối cùng trong chương trình Căn phòng bí mật ngày hôm nay, nếu bây giờ viên Xuân Quỳnh không phải là một người dẫn chương trình, không phải là một MC, thì đó sẽ là ai? Chắc là Quỳnh lúc đấy Quỳnh đã dấn thân vào sâu hơn trong các lĩnh vực về nghệ thuật. Quỳnh đã từng rất là đam mê, và thời điểm đó nếu mà không thi vào Học viện Báo chí Tuyên truyền á, thì Quỳnh có một cái hồ sơ và đang chuẩn bị ở nhà là thi vào Văn hóa nghệ thuật quân đội. Và một cái khác nữa đó là thi vào sân khấu điện ảnh. Văn hóa nghệ thuật quân đội là mình sẽ đi chuyên ngành gì? Là âm nhạc á, âm nhạc hát, thanh nhạc. Còn sân khấu điện ảnh thì là sẽ đi vào lớp diễn viên. Thì có cái thời điểm đó mình có ba cái option, ba cái lựa chọn đó. Thế cuối cùng thì vẫn chọn cái bộ hồ sơ là đăng ký thi báo chí. Nên mình nghĩ là nếu như là không phải vì một cái duyên nào đấy thì có thể bây giờ mình đã là một diễn viên hoặc là một người trong lĩnh vực âm nhạc rồi. Mình rất là yêu hai cái lĩnh vực nghệ thuật đấy. Nhưng mà nếu điều đấy xảy ra thì chúng ta sẽ không có MC Xuân Quỳnh của ngày hôm nay có đây trò chuyện cùng với khán giả Căn phòng bí mật. Và cảm ơn chị Xuân Quỳnh ngày hôm nay đã bước chút thời gian để chia sẻ rất là nhiều những câu chuyện của chị về nghề dẫn này cũng như về cuộc sống của chị. Cảm ơn vị anh rất là nhiều, cảm ơn quý vị khán giả theo dõi Căn phòng bí mật. Và đến đây thì thời lượng của Căn phòng bí mật đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những số tiếp theo.